trang cho cả nhà mình, các em đầm sơ mi này có chơi đẹp xuất sắc rồi các chị của mình luôn ạ. Mẫu em đang mặc cho người mã sản phẩm là 1480 nha. Đầm này chất lụa cho các chị mình, đẹp quá các chị ơi. Mềm mịn, mặc rất mát và có co giãn nhẹ nhàng hai chiều cho cả nhà mình luôn. Em may một lớp và đầm này đầm có túi nha, rất là thuận tiện cho cả nhà mình. Kèm luôn cho mình cả khóa kéo ổng nằm mình sau lưng. Thì ngày hôm nay cái em đầm này em sẽ giảm giá cho tất cả các chị mình đặt hàng trong bài livestream này. Một em đầm sơ mi luôn, giá của nó ngày hôm nay chỉ có 349.000 đồng thôi các chị. Thay vì bình thường cả nhà mình mua cái em đầm này với mức giá là 480.000 đồng, thì trong bài livestream ngày hôm nay chị khách nào đặt hàng và có chia sẻ bài livestream này, em giảm giá luôn cho tất cả các chị yêu mình, chỉ còn có giá tiền là 349.000 đồng thôi. Em đứng gần cho mình xem cái form này các chị ơi. Đường may mũi chị phải nói là xuất sắc nha, đó vẫn như vẫn đẹp như hàng ngày các chị ạ. À, rồi đường may này các chị mình nhìn dùm em, mê chưa các chị? Kèm luôn cả hai túi nha. Với cái gam màu xanh rêu này thì chị khách nào mặc lên cũng đẹp hết, da trắng mà cũng đẹp, mà mình da ngâm mình diện lên cũng ok ha. Và chị khách nào mà mình có bụng á nên chọn cái mẫu đầm này, có cái độ phồng xòe tự nhiên ngay phần chân váy nha, mình mặc lên đảm bảo che được phần bụng rất là tốt cho cả nhà mình luôn ha, và mặc lên nhìn dáng rất là gọn. Ngày hôm nay em sale giảm giá cả nhà nha, 349.000 đồng, tranh thủ lên đơn sớm để dùng em tư vấn. Chị Thu Ngôn xe M có chị ơi, em mới vừa về hàng cho chị mình luôn. Thì hiện tại em đang có cho cả nhà mình là 4 size đầy đủ luôn ạ. À, size M, size L, XL với lại 2XL. Từ 40kg cho tới là tầm 65-66kg. Và eo tối đa thì eo tầm 85-86 độ về, cả nhà mình sẽ mặc đẹp thoải mái luôn nha. Bây giờ mẫu em đang mặc trên người, mã sản phẩm là 1480. Chị khách nào mình chưa có cái đầm này của em thì mình nhanh tay lên đơn thật là sớm nha, em tư vấn và chờ hàng nha các chị. 1480 kèm số điện thoại cho em là được luôn ha. Chị Trang nặng ok luôn ạ. Dạ eo 84 chị, mình mặc size 2XL bên em. Chất liệu vải lụa này mặc thích lắm các chị, em đứng gần cho mình xem nè. Trời cái mặt vải này các chị ơi, siêu mịn luôn ha. Đầm này mặc lên là siêu trắng luôn này các chị. Chị khách nào da hơi ngăm ngăm mình chọn cho em cái mẫu đầm này là phải nổi xuất sắc. Còn chị khách nào mà mình da trắng sẵn mặc cái đầm này chắc các chị mình phát sáng luôn á. Đầm đẹp xuất sắc luôn các chị ạ. Có co giãn nhẹ nhàng luôn ha. Giao hàng tận nơi chị ơi, và ngày hôm nay chị khách nào đặt hàng bên shop em dùng đơn cho em 600 em sẽ miễn phí giao hàng toàn quốc. Đứng xa xa cho cả nhà mình nhìn cái form dáng đầm nha các chị. Mê không? Em cao 1m65, đầm này em mặc dài qua gối em một chút nha. Mẫu đang mặc trên người mã sản phẩm 1480, và trong livestream ngày hôm nay cả nhà em có thêm cho mình cái phụ kiện. Phụ kiện này thì bên shop em đang bán cho cả nhà mình với mức giá là 79k một chiếc phụ kiện như thế này nha các chị. Đó, cái đầm là cái này là cái thắt lưng hình chiếc lá. Giá 79k. Chị khách nào mình đặt hàng thì mình cứ việc comment cho em nha. Đó, chị khách nào đặt hàng đầm thì mình comment cho em là 1480. Chị khách nào mà mình đặt phụ kiện á thì mình comment cho em là thắt lưng chiếc lá nha các chị ơi. Hôm nay em sale giảm giá các chị ạ, tranh thủ đặt hàng sớm cho em. Mẫu em đầm này bình thường em bán 480.000 đồng tại cửa hàng, nhưng mà trong livestream ngày hôm nay chị khách nào có chia sẻ livestream em giảm giá luôn có 349.000 đồng thôi. Thật sự 349.000 đồng cái đầm lụa này này các chị, nó chỉ ngang ngửa một cái áo sơ mi bình thường thôi. Nhưng mà về cái phần chất lượng, cả nhà mình đã đồng hành bên shop em á là 6-7 năm nay các chị mình đã biết rồi ha. Đầm bên shop từ cái đường may em may chăm chút cho cả nhà mình, cho tới cái chất liệu vải em phải nhập cho cả nhà mình, chất liệu vải phải nói là đẹp nhất, tốt nhất cho các chị yêu mình luôn. May form nè, chuẩn form, chuẩn dáng, chị khách nào mình chưa có nhanh tay lên đơn sớm cho em. Và số lượng thì em chỉ có ít thôi chứ em không có nhiều nha các chị ơi. Và mỗi một đợt hàng em bán á, qua rồi là em sẽ qua luôn, em không có về đi về lại. Chị khách nào đặt hàng thì mình tranh thủ lên giùm em nha. Mẫu đang mặc trên người mã sản phẩm 1480. Có nhiều chị khác chứ hôm nay thấy em mặc trên live còn đầy đủ size. Cái ngày mai ngày mốt mình mới qua lại mình mua, tới lúc đó hết hàng rồi các chị ạ. Hết hàng cái chị mình lại bảo ủa hôm qua em kêu chị mới xem có mà em chờ các chị ơi. Em về cho mình số lượng ít thôi, số lượng giới hạn và chỉ sale trong tầm 5 phút ngắn ngủi ở đây. Chị khách nào đặt hàng trong bài livestream này giá của nó 349.000 đồng, mã số 1480. Còn nếu như cả nhà mình đặt hàng không kịp trong bài livestream này, một là nó hết hàng, còn hai thì nó sẽ lên lại giá nha. Cố gắng mình đặt hàng sớm cho em 1480 với số điện thoại, chất liệu vải lụa cho mình, cái gà màu đẹp quá các chị, và chỉ có đúng một màu duy nhất thôi. Em may cho cả nhà mình một lớp kèm luôn hai túi có khóa kéo phía sau lưng ha. Chị Bích Ngọc 1480, chị Huyền Trang có đơn, chị Trúc Ly ok chớ ạ. Tùy theo chiều cao vòng em tư vấn, chị Nguyễn Thị Thùy ok 1480 với lại một thắt lưng luôn ạ. Đó, dùng đơn cho em 600.000 đồng ngày hôm nay thì các chị mình sẽ được miễn phí giao hàng toàn quốc luôn nha. Đó, thay vì bình thường
mình phải mua đơn hàng trên 1 triệu thì ngày hôm nay đơn hàng chỉ có 600 ngàn đồng là đã được miễn phí giao hàng toàn quốc rồi ạ. Cố gắng đặt hàng thật là sớm cho em ha. Mẫu em đang mặc trên người 1480, em cao 1m65, đầm này em mặc nó dài phủ gối và qua gối một chút xíu đó chị ạ. May một lớp kèm luôn cả hai túi. Em đầm này rất là dễ mặc nha các chị. Da trắng da ngâm mặc lên đẹp hết. Và em đầm này thì cả nhà có thể mặc đi chơi cũng được, đi chơi, đi tiệc, đi làm thoải mái thả ga luôn. 349 ngàn đồng thôi. Giá cái đầm mà nó chỉ ngang ngửa cái áo sơ mi thôi các chị, và đã biết nó rẻ cỡ nào rồi đó. Chị khách nào đặt hàng mình tranh thủ. Xuất sắc quá các chị ơi, rất là ghiền luôn cái màu này các chị. Màu hiếm nha, màu rêu cho cả nhà mình nè, vải màu xanh rêu và có phối cho cả nhà mình hoa màu cam hay các chị. Em may cho các chị mình là một lớp nha, có hai túi, có khóa kéo phía sau lưng nha các chị ơi. Cố gắng lên nâng thật là sớm nha, cái này rất là dễ cài nha các chị. Đó, cài vô như thế này thắt lưng 79k. Trong bài livestream ngày hôm nay, chị khách nào mà mình dùng đơn mình dùng luôn cho em một lượt nha các chị ơi. Và cái thắt lưng này rất là dễ phối nha các chị, thắt lưng hình chiếc lá màu đồng nha cả nhà mình ha. Và dây đồng này nó có thể co giãn cho cả nhà mình luôn ạ. Đó, thì nó có thể phối bất kỳ màu nào, mẫu đầm màu nào, hoặc là thậm chí đồng hoa hay đồng họa tiết có thể phối hết luôn. Rồi cố gắng đặt hàng sớm nha em nha các chị ơi. Chị Phan Thị Thanh Hảo có đơn hàng, chị Lê Yến ok chốt đơn hàng luôn. 1480 349 ngàn đồng trong bài livestream ngày hôm nay. Chị khách nào đặt hàng thì mình tranh thủ lên giúp em tư vấn và chờ hàng nha các chị. Đó, đồng đẹp xuất sắc về số lượng ít, cố gắng đặt hàng sớm rồi tranh thủ nha các chị ơi. 5 giây nữa hết livestream cả nhà, cố gắng đặt hàng thật là sớm cho em luôn nè. Em đứng gần ngay cả nhà mình xem. Trời, cái màu này các chị ơi xinh quá. Chốt ngay 1480 349 ngàn đồng ha.